Chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 5 tầng gần với lại Đại học Kiểm sát đường ngõ, nhưng thực tế là ô tô có thể qua cửa. Và cái căn nhà này thì lô góc hai mặt thoáng, tính từ vị trí căn nhà này ra tới trường Đại học Kiểm sát chỉ khoảng tầm 500m, xung quanh dân cư đông đúc, chợ trường phường trạm đầy đủ. Thiết kế của ngôi nhà thì chủ nhà xây từ năm ngoái và chủ nhà bây giờ có nhu cầu chuyển đổi nên có nhờ bên Nhà Tốt bán, và với cái thiết kế thì rất là hợp lý. Mặt tiền trên 4m, với cái thiết kế cửa chính của ngôi nhà hai lớp cửa, bên ngoài là cửa cuốn điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời người theo em vào khám phá cụ thể với cái căn nhà này. Được có một cái ưu điểm duy nhất đó là ngõ nông, đường ô tô có thể đi qua. Và đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, phần tầng 1. Lô góc hai thoáng cho nên có cửa chính và cửa phụ. Với cái căn nhà này thì gần với trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài, quý vị rất là phù hợp đi làm ở khu vực Hà Đông, hoặc đi làm ở Hoài Đức, và hoặc đi làm quý vị theo cái trục đường Đại lộ Thăng Long kéo dài, hoặc là theo cái đường Lê Văn Lương. Với cái căn nhà này rất là hợp lý, đường thông thoáng. Và với cái phần hoàn thiện thì thực ra Hoài đã chia sẻ rồi, căn nhà này không hẳn là cũ mà chủ nhà mới mua và ở được mấy tháng thì có nhu cầu chuyển đổi, nên nhờ bên Nhà Tốt bán với cái phần hoàn thiện cũng gần như là còn mới hết cho mình. Và đồng thời với căn nhà này thì chủ nhà tặng toàn bộ lại nội thất, những cái đã có mà Ngọc Ánh sẽ quay video gửi cho mọi người nhé. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ở đây thì phần phòng khách mà chủ nhà có để cho mình một chiếc quạt trần. Ngoài cái phần phòng khách tầng 1 thì ở đây phòng bếp là tặng thêm quạt hút, tặng thêm cho mình một cái tủ bếp cũng như là cái hút mùi. Và đây là không gian của phòng bếp, đó, gần như là vẫn còn mới nha quý vị, với cái tủ gỗ thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh. Mặt bếp thì ốp đá đen, và xung quanh bếp ở đây thì là được ốp gạch. Căn nhà này gần như theo hiện trạng là vẫn còn rất là mới. Ngoài ra phần tầng 1 thì thiết kế cho mình thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ hệ thống bồn cầu, thiết bị vệ sinh cũng như là máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy của anh đã review vị trí rồi. Vị trí của nó là thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với Đại học Kiểm sát, diện tích 30m, thiết kế 5 tầng, giá bán của ngôi nhà này 3 tỷ 400 triệu, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ về vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và căn nhà này thì quý vị theo hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay đường ngõ, ô tô đi qua. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Với căn nhà này thì chủ nhà có để lại nội thất như trên video quý vị nhìn thực tế nhé. Đây là phần tầng 2, có rèm cửa, có điều hòa, có giường tủ cho mình luôn. Đó. Giường 2m, 2m2, tủ đây. Gần như là vẫn còn mới zin mọi người ạ. Đó. Xinh không ạ? Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị hết. Hồ sơ điện nước gần như căn nhà này, nói chung là nó mới được đến 90% ấy quý vị. Với cái cửa thông phòng thiết kế ở đây là cửa gỗ, sàn gỗ công nghiệp sử dụng cho 3 phòng ngủ. Với tầng 2, tầng 3 ấy, thì mọi người có thể nhìn thực tế này, cửa sổ thông thoáng vì nó là lô góc cho nên được cái lợi thế cửa rất là rộng, và cái mặt tiền của ngôi nhà này nó lớn mọi người ạ. Cho nên là cái hướng nhà ấy thì là hướng Tây Bắc quý vị nhá. Đó. Và đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2, đầy đủ bình nóng lạnh, bồn cầu, lavabo, sen tắm. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống hệt nhau, mỗi tầng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh như thế này. Mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế giống như tầng 2. Đó, cũng đầy đủ điều hòa. Này, rèm cửa, giường tủ, sàn gỗ. Chỉ có duy nhất tầng 4 là chưa có nội thất thôi mọi người nhé. Còn tầng 2, tầng 3 là có đầy đủ như thế này cho mình rồi. Đó. Cửa sổ hai bên, rèm cửa rất là thoáng. Và cái cửa sổ thì cửa nào cũng được thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo cái độ an toàn cho ngôi nhà.
Đây là phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Như vậy với căn nhà 5 tầng này, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống hệt nhau. 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh như thế này. Và mời theo em lên khám phá tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Quý vị ơi, đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thì quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Cái công năng sử dụng của ngôi nhà này quá là ok. Đây là phần phòng thờ riêng biệt, hợp lý. Ổ điện đây, phòng thờ quý vị để đây. Đó, cầu thang đi lên, một ô nhỏ nhắn, rất là thoáng, ánh sáng tự nhiên. Đây là phần để máy giặt. Và máy giặt này thì chủ nhà cũng để lại cho mình nhé mọi người. Đây là phần sân phơi, rất là rộng. Với ngôi nhà này, tiện ích xung quanh đầy đủ, dân cư đông đúc, chợ trường phường trạm, từ trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến đại học đều là xung quanh nhà, rất là gần. Quý vị đi làm theo cái cung đường Lê Văn Lương kéo dài hoặc theo cái trục đường Đại lộ Thăng Long thì cũng rất là ok. Và vị trí của nó thì cụ thể Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, giá bán 3 tỷ 400 triệu, diện tích 30m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.